họ. Nếu chúng ta theo chế độ dân chủ tự do đó, thì Việt Nam sẽ có việc yên ổn và không phát triển được. Nhận định trên đây thật ra đã phát xuất từ những sự ngộ nhận về chế độ dân chủ tự do. Mà ngộ nhận này đó là do kinh nghiệm của các năm rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa trước đây mà có. Trước đây ta nói rằng tại Việt Nam Cộng Hòa theo chế độ tự do cho nên bị rối loạn không kỷ luật mà thành ra cuối cùng bị mất nước. Thực sự thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đâu đã phải theo đúng chế độ dân chủ tự do. Đó chính là một chế độ mà ta có thể gọi là chế độ chuyên quạnh. Chính quyền đó không bao giờ áp dụng đúng luật pháp và áp dụng đúng nguyên tắc dân chủ tự do. Một mặt thì họ bắt bớ giam cầm một cái trái phép những người dân mà họ cho là chống đối họ. Mặt khác nữa thì họ lại gian lận trong cái cuộc bầu cử. Họ không có thi hành đúng các nguyên tắc của một xã hội dân chủ tự do. Mặt khác nữa, khi có sự chống đối đó, thì họ lại không dám áp dụng đúng luật pháp để đối phó với những phá rối trật tự. Thực tế thì nếu chúng ta theo dõi lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trong những năm sau cùng của chế độ, chúng ta nhận thấy rằng khi có cuộc xuống đường đó thì nhà cầm quyền đối phó tùy theo sức lực của kẻ xuống đường. Nếu nhóm xuống đường là nhóm yếu thì nhà nước bắt thả cửa. Ngược lại, nếu họ mạnh quá thì nhà nước lại bó tay chịu thua, rồi họ làm gì nhà nước cũng nhắm mắt mà chịu. Nhiều khi chính những người xuống đường đã phá rối trật tự mà nhà nước Việt Nam Cộng Hòa không dám đối phó. Thật sự thì đó không phải là theo dân chủ tự do, mà thật sự là theo chế độ chuyên quạnh, nghĩa là nhà cầm quyền tự ý muốn làm gì thì làm, tùy theo quyền lợi của mình mà ứng phó. Cho một nước dân chủ tự do thật sự là nước có trật tự, có kỷ luật đàng hoàng. Lấy ví dụ nước Mỹ mà nói, khi một chính quyền Mỹ ở tiểu bang nói rằng cấm không cho người uống rượu mà lái xe, thì bất cứ ai xe rượu mà lái xe cũng bị bắt hết. Dù trong ông đại tướng, một thống đốc, ông dân biểu, ông nghị sĩ của tiểu bang liên bang gì đó mặc kệ, nếu xe rượu mà lái xe thì cảnh sát bắt và còng tức khắc để trừng phạt tức khắc. Đó mới gọi là theo đúng chế độ. Không phải là không tự do, rất tự do, nhưng mà ai phạm pháp luật thì dù người đó cách nào cũng bị trừng phạt. Nếu xa hơn nữa, chúng ta biết rằng ông phó tổng thống Agnew đã mất chức tổng thống chỉ vì trốn thuế một chút ít mà thôi. Thì tức là cái chế độ dân chủ tự do không phải là chế độ không kỷ luật, đây là chế độ pháp lý. Ai làm phạm pháp luật thì dù ở địa vị nào cũng bị trừng phạt, còn người mà không phạm pháp luật thì dù là người dân hạng chót cũng không bị trừng phạt. Như thế chúng ta không thể nói rằng chế độ dân chủ tự do là chế độ không kỷ luật. Thật sự chế độ dân chủ tự do rất có kỷ luật. Thí dụ vấn đề tổ chức biểu tình thì phải cho chính phủ biết và phải cho biết mình đi đường nào, diễn hành như thế nào, và phải tránh bạo động. Khi mà hết cái chương trình thì phải giải tán. Khi cảnh sát yêu cầu giải tán thì phải giải tán. Chứ nếu mà làm trái thì để có thể bị bắt như thường. Cho nên những cái người cho rằng chế độ dân chủ tự do là không kỷ luật là những người không hiểu rõ chế độ dân chủ tự do. Thật sự thì chế độ dân chủ tự do là chế độ có kỷ luật, nhưng mà kỷ luật thi hành đúng theo luật pháp. Những cái người chống lại cái chủ trương làm dân chủ tự do là cho rằng dân trí Việt Nam còn thấp kém, cho nên Việt Nam không thể áp dụng được chế độ dân chủ tự do một cách đúng đắn. Đây cũng là quan điểm sai lầm, bởi vì cách đây 200 năm khi mà các nước Tây phương bắt đầu áp dụng dân chủ tự do thì trình độ dân của họ cũng đâu có cao gì hơn trình độ dân mình hiện giờ. Dù có dở gì chăng nữa thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng người Việt Nam hiện giờ cũng phải hơn người Mỹ cái đây 200 năm chứ. Chẳng lẽ bây giờ người Việt Nam chúng ta tới bây giờ mà còn thua người Mỹ cái đây 200 năm hay sao? Thấy không? Thành ra nói rằng người dân mà chưa đủ dân trí cho nên không làm dân chủ tự do được thì 200 năm cách tới đây làm sao người Mỹ làm dân chủ tự do được. Mặt khác nữa, nếu mà xét cho tận cùng, nếu mà nói cho đúng cái mức á, thì hiện giờ những người dân của nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp chưa chắc gì đã thiệt tình ý thức đúng nhiệm vụ của mình để mà làm dân của nước dân chủ tự do. Họ không biết gì về các vấn đề công lợi đâu, họ chỉ biết về lợi cá nhân của họ thôi. Cho nên vấn đề không phải là vấn đề dân trí, mà sự thật đây là vấn đề trí của những người làm chính trị. Như chúng ta cứ in trí, chúng ta cứ cho là Việt Nam không làm dân chủ tự do được thì chúng ta cứ làm độc tài, mà hay làm độc tài đó thì chúng ta làm bậy.
làm bậy thì bị người ta lật. Mà cái người lật mình cũng phải là cái người thuộc chỉ cái hạng tổ chức dữ dội lắm mới lật được, họ cũng là làm độc tài, thành ra lưu liên hoài không tránh khỏi cái dòng độc tài. Đó là cái việc đã xảy ra ở các nước Nam Mỹ Châu. Cái thứ 200 năm khi họ đứng lên chống người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha để mà độc lập, thì họ đã lý luận như những người Việt Nam hiện giờ, nói là người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha đã cai trị dân Nam Mỹ Châu, bây giờ độc lập rồi. Nhưng mà dân Nam Mỹ Châu không có đủ trình độ dân trí để làm dân chủ tự do, cho nên làm độc tài. Làm độc tài thì tới bây giờ vẫn còn độc tài. Thỉnh thoảng chúng ta đọc báo thấy một cuộc đảo chánh ở nước nào đó, thì báo Mỹ là đây là cuộc đảo chánh thứ 100 mấy chục của nước đó. Cứ bổ đồng, cứ là phải 1 năm, 2 năm thì có cuộc đảo chánh. Và cho tới bây giờ thì dân Nam Mỹ Châu vẫn còn sống trong chế độ độc tài, vẫn còn bị ở trong tình trạng kém phát triển về mọi mặt. Trong khi đó thì người Bắc Mỹ Châu cách đây 200 năm trình độ không cao gì hơn họ, mà bây giờ đã trở thành là giống dân trù phú cường thành nhất trên thế giới. Cho nên nói tóm lại, đây không phải là vấn đề dân trí, mà đây thực sự là ý thức chính trị thực sự của những người làm chính trị. Nếu chúng ta là những người làm chính trị, chúng ta ý thức được là dân chủ tự do là cần thiết, là hợp với quyền lợi dân tộc chúng ta, thì chúng ta có thể thực hiện được chế độ dân chủ tự do. Chúng ta cũng đủ quyết tâm mà làm việc đó, bởi vì về mặt kỹ thuật thì chúng ta không thiếu những cái biện pháp để chúng ta xây dựng được một chế độ dân chủ tự do vững chắc. Và vấn đề còn lại thực tế thì là chỉ là vấn đề nghiên cứu những phương pháp làm việc để chúng ta thực hiện được chế độ dân chủ tự do. Sự nghiên cứu kỹ càng về vấn đề ý thức hệ đã đưa Liên minh Dân chủ Việt Nam đến lập trường căn bản sau đây. Thứ nhất là chúng ta tranh đấu cho chủ trương dân chủ tự do và xây dựng một ý thức hệ cho Việt Nam trên cơ sở của tư tưởng dân chủ tự do. Điểm thứ nhì nữa là chúng ta cũng cần phải điều chỉnh cái chủ trương dân chủ tự do cho hoàn toàn thích hợp với nhu cầu và lý tưởng của dân tộc Việt Nam. Một trong những đặc tính của dân tộc Việt Nam là tôn trọng truyền thống, cho nên trong việc xây dựng ý thức hệ đó, Liên minh Dân chủ Việt Nam chủ trương dung hòa truyền thống Việt Nam với các tư tưởng mới. Trong truyền thống Việt Nam có chủ trương dân bản, lấy dân làm gốc. Trong sự áp dụng thì chủ trương dân bản đã đưa đến chính sách bảo vệ người dân, chống cường hào ác bá và làm cho dân no ấm, nhất là với chế độ quân điền, là chế độ chia ruộng đất cho dân để ai cũng có ruộng mà cày cấy. Như vậy thì chủ trương dân bản có nhiều nét giống với chủ trương xã hội. Trong quá khứ, tư tưởng dân bản kết hợp với tư tưởng tôn quân và tư tưởng thiên mạng với tất cả thần quyền là những tư tưởng làm nền tảng cho chế độ chuyên chế. Ngày nay thì chúng ta không còn có thể chấp nhận tư tưởng tôn quân và tư tưởng thiên mạng, nhưng mà ta có thể kết hợp tư tưởng dân bản với tư tưởng tự do. Tư tưởng dân bản thì cũng giống như tư tưởng xã hội, nhưng nó là tư tưởng được dân tộc Việt Nam theo trong hàng ngàn năm, nên cũng mang tính cái dân tộc. Đồng thời thì sau khi Cộng sản cai trị tại Việt Nam thì hai chữ xã hội đã bị dân Việt Nam không ưa, cho nên chúng ta có thể dùng chữ dân bản để thay thế chữ xã hội. Sự kết hợp tư tưởng dân bản với tư tưởng tự do giúp chúng ta dung hòa truyền thống Việt Nam với tư tưởng mới mà vẫn trung thành với chủ trương dân chủ tự do. Vì thế cho nên Liên minh Dân chủ Việt Nam lấy hai tư tưởng tự do và dân bản để làm nền tảng cho ý thức hệ của mình. Liên minh với cả nước là công phân những dòng sông vùng quay chảy đông hòa.